Này thì mình sẽ ra cái vịnh gành rái phía trước kìa anh chị. Đó, vịnh gành rái phía trước. Từ đây phóng tầm mắt đi, mình sẽ coi bao quát ra cái vịnh. Đây là một cái pháo đài cổ của thời Pháp để lại. Thờ ông Địa, ông Thần Tài, Địa Cò Nhang. Điều này để chứng tỏ là nhiều người mỗi ụ hầm là mỗi ụ pháo. Đối với thành phố Vũng Tàu ngày xưa thì nó mang tên tiếng Pháp, thành phố Cấp Sinh Chắc, và người ta độc lái trở thành là ô cấp. Xin đi đón, xin chào anh chị và các bạn. Rất vui chúng ta lại gặp nhau những cung đường lang thang của Sinh Đi. Và cảnh ở phía trước mặt của anh chị đó là bãi trước anh chị. Cái vịnh ở bãi trước và xa xa là núi lớn. Và Sinh Đi đang đứng ở ngọn núi nhỏ trên đỉnh cao. Và cũng rất là vui, hôm nay là Sinh Đi cũng muốn mời anh chị chúng ta khám phá con đường lên Hải Đăng. Và đây là một con đường mới, nơi đây có một cái lô cốt của Pháp. Vô tình thôi, ngày xưa đây là một cái khu quân sự thì không cho vào. Nhưng mà dạo này Vũng Tàu đang mở những cái tuyến du lịch, cái đường trên núi. Ví dụ như sau này có một con đường trên núi lớn đi qua cái đài radar năm xưa, V3 đó anh chị. Và núi nhỏ cũng như thế. Và đây, con đường rất là đẹp, các bạn trẻ hoặc là các anh chị lớn tuổi đó, mình tới đây mình hồi tưởng lại, ngắm nhìn. Tất nhiên là lô cốt có vẻ nguệch ngoạc của một số bạn trẻ. Và con đường này chỉ mới mở ra sau này thôi anh chị. Cái hướng lên Hải Đăng là cái hướng khác, nhưng mà hướng này thì một cái hướng khác. Đây là một cái pháo đài cổ của thời Pháp để lại. Phía dưới anh chị thấy đó là một con đường rất là dài. Đây, đây là một cái ụ pháo. Ngày xưa thì mình không có vào đây được đâu anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì có con đường phía dưới đi nó cũng rất là thoải mái, đường lên Hải Đăng. Một lát Sunny sẽ mời anh chị đi uống cà phê nữa. Sơn Đăng, cà phê Sơn Đăng. Thì ở đây thì nó có những cái ụ pháo này. Ụ pháo. Trên đây thì các bạn trẻ check-in là hết ý luôn đó. Có những cái hình này vẽ quệt ngoạc thì nó cũng mất hay đi. Còn cái hướng này thì chúng ta sẽ nhìn về hướng của bãi sau. Và xa xa là có núi ở Long Hải đó anh chị. Đây, cầu thang dưới gốc cây đa. Cái lô cốt ngày xưa của Pháp để lại. Sunny phải leo từ dưới góc kia cả để lên đây để quay gọi anh chị và các bạn. Thì chỉ có người dân địa phương thì mới biết cái khu vực này thôi anh chị, hoặc là như khách du lịch lên đây lạc đường thay vì lên Hải Đăng, nhưng mà đi thẳng lại lên đây thì mình gặp lô cốt này. Nơi đây thì mình có thể là check in, chụp những tấm hình cũng rất là đẹp. Sunny đi dài trên cái thành này, nó dài lắm. Một lát Sunny đi phía dưới nữa để anh chị nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Ở đây nữa nè, nguyên từng ụ một, giống như cái khẩu Phật Đại Bác ngày xưa đó anh chị. Rồi, sơ sơ ở phía trên đây để anh chị nhìn ngó nha. Bây giờ thì Sunny phải leo xuống dưới. Con đường này tới đây thì bích rồi anh chị.
tương lai thì có thể làm dài ra. Ở dưới đây thì có một cái hầm, hầm bí mật, thì mình cũng không có thể vào được. Đó, cái lô cốt. Đó, nó kéo dài qua cái hướng bên kia luôn kìa. Đó. Hôm nay thì nói chung dân dụng tàu thì Sunny cũng đi nhiều lắm, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên đó, tại vì ngày xưa ở đây đâu có đi vào được anh chị, khu quân sự mà. Đó, ở đây là cái một cái lô cốt. Với tầm nhìn này thì mình sẽ ra cái vịnh Gành Rái phía trước kìa anh chị. Đó, vịnh Gành Rái phía trước. Từ đây phóng tầm mắt thì mình sẽ coi bao quát ra cái vịnh. Và phía dưới đây là cầu đá. Mé bên kia là Bạch Vinh. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ đi xuống ha. Đi xuống để anh chị nhìn thấy những cái cảnh vật phía dưới của con đường, để giới thiệu anh chị có thể đi Vũng Tàu chơi và mình check in ở đây, hoặc có thể thông qua video clip này mình biết cảnh mới của thành phố biển Vũng Tàu trên đỉnh núi nhỏ nha anh chị. À, bãi trước nè. À, nhìn thấy cảnh này thấy ngất ngay ngay ngất anh chị. Xa xa thì mờ trong sương thì anh chị thấy vịnh Gành Rái và Cần Giờ, cái hướng Cần Giờ cả mờ mờ trong sương à. Cái dãy đất đó thì điều đó để nói ra rằng đây giống như là cái vũng mà tàu đậu, người ta gọi là vũng tàu, những chiếc thuyền neo đậu để chờ hoa tiêu để dẫn vào cảng Sài Gòn anh chị. Mời anh chị tiếp tục đi với Sunny sau khi mà Sunny xuống phía dưới con đường. Hồi nãy mình đứng phía trên rồi, bây giờ mình xuống dưới cũng rất là ngây ngất ngẩn ngơ với cái khu vực bãi trước này. Rồi mình đi nha anh chị ha. Đây là cái hướng mà nãy Sunny đi lên này. Đây cái hướng này, hồi nãy Sunny có một cái đường mòn để đi lên. Đối với cái lô cốt này thì phía dưới thì nó có nguyên một dãy rất là dài. Nơi đây thì mình, các bạn trẻ mặc áo dài chụp hình. Nói chung nó nghiêng về cái gì đó, nó hoài cổ anh chị. Một số người thì thấy người ta thắp nhang. Không biết có cái ngõ nào đi lên không. Oh, okay. Đây anh chị. À, gốc cây đa. Gốc cây đa nó, đây là cái cầu thang mà anh chị thấy cái cầu thang mà gốc cây đa. Nó rất lâu rồi, cầu thang gốc cây đa nó ăn vào cái cầu thang để đi lên. Và nơi đây người ta thờ ông địa, ông thần tài thì có nhang. Điều này để chứng tỏ là nhiều người cũng lên đây thờ cúng. Khu vực lô cốt. Chỗ nó dày ghê chưa? Thông qua hầm ở phía dưới anh chị. Đó, có lỗ thông hơi đó. Và mình đi. Ở đây có cầu thang nè, được nhưng mà bị chặt rồi. À, cái trên hồi nãy mà Sunny đang đứng đó. Chú ẩn.
có cái đường đi thông vào vô luôn anh chị. Đôi khi mình không biết cái gì mà mình vào trọng nguy hiểm, rắn rít trong trọng đó. Đó, nguyên cái bờ tường thành. À, đây là con đường anh chị. Ngày xưa ở đây là có cái cầu thang đi lên nè, đó, có cái dấu còn vẫn còn. Bữa nào phải đi khoảng hai người, một người cầm cái đèn pin thì nó dễ dàng hơn. Phải kiếm đồng đội. Con đường này, khi mà anh chị từ ở dưới bãi trước mà đi lên Hải Đăng, thì thay vì mình lên nha, mình quẹo trái, nhưng mà anh chị cứ đi thẳng thì nó sẽ ra con đường này. Một công trình thế kỷ vững chãi với thời gian. Cái ụ hầm, mỗi ụ hầm là mỗi ụ pháo. Đối với thành phố Vũng Tàu ngày xưa thì nó mang tên tiếng Pháp, thành phố cấp sinh chắc, và người ta độc lái trở thành là ô cấp. Đây thì có thờ cúng, nơi đây thì có thờ cúng. Và trong thì có cửa hầm, không biết đi đâu. Cái thành cửa hầm này, nó rộng, nó dày, nó rộng. Bên kia nữa anh chị, một con đường uốn khúc thì rất là đẹp. Tiếp nối thì một lát Sunny sẽ mời anh chị vào quán Sơn Đăng uống cà phê. Ở trên kia có một cái ụ nữa. Trên kia có một cái ụ nữa. Đó. Lên đây thì nghe tiếng chim, chim hót. Anh chị có bao giờ đi trận địa pháo cổ chưa? Của Pháp để lại. Nó nằm ngay chỗ cái địa chỉ 444 Trần Phú, ngay chỗ Sao Mai đó anh chị. Đây con đường. Đây cái cửa hầm. Đây cái cầu thang. Cầu thang đi lên cái lô cốt. Nếu anh chị đi thì có thể là mình ghé trận địa pháo cổ nha anh chị ha. 444 Trần Phú, ngay chỗ Sao Mai, anh chị cứ dò tìm. Có những cái khẩu thần công. Một cái địa điểm nữa đó là cái trận địa pháo cổ. Ngày hôm nay là Bạch Dinh anh chị. Ngày xưa là trận địa pháo cổ. Bạch Dinh được xây lên trận địa pháo cổ, cái nền trận địa pháo cổ. Trận địa pháo cổ thứ ba đó ngay chỗ dưới tượng Chúa Kitô Vua. Con đường mình đi đó. Đối với con đường này thì anh chị có thể mặc áo dài, hoặc là anh chị có thể chụp hình một tấm kỷ niệm rất là đẹp. Mấy bữa thì Sinh Y có lên Hải Đăng vào buổi tối thì vô tình đi con đường này. Thì Sinh Y ý tại sao không quay gửi anh chị và các bạn. Đôi khi anh chị về Vũng Tàu chơi đó thì anh chị ghé đây, hoặc là chúng ta khám phá cùng với Sinh Y thông qua cái video clip này cũng hay. Một số người chạy xe hơi
Cái đường này thì đi xe, đối với con đường thì anh chị cũng nhận xét đi xe 29 chỗ cũng lên thoải mái chị ha. 7 chỗ, 15 chỗ là vô tư. Rồi, bây giờ thì sơ sơ là cái lô cốt của Pháp. Giờ Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi uống cà phê nha. Cà phê rồi xong ra bãi sau có cái gì hay hay gửi anh chị cập nhật thông tin. Rồi, tạm chia tay với cái lô cốt cũ này. Cái hướng phía trước mặt anh chị đó là con đường lên Hải Đăng. Và để tiếp tục chúng ta men theo con đường lên Hải Đăng này thì có quán cà phê cũng rất là đẹp anh chị. Đặc biệt là Sunny thích cái view của nó. Đó là Sơn Đăng Quán. Ở đây anh chị cứ lên Hải, đường lên Hải Đăng thì anh chị sẽ thấy cái quán cà phê này. Có thể chọn lựa cái nơi đây là một cái điểm nghỉ chân hoặc là chụp hình. Đó, ở đây rất là ấn tượng cái dạng bông giấy. Thì đối với những cái clip ở trong chổng có cái nhạc thì có thể bản quyền nên Sunny sẽ lồng cái nhạc của Sunny riêng anh chị ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào quán anh chị ha. Có một cái dàn bông giấy nè, Sơn Đăng Quán. Rồi chúng ta cùng nhau vào nha anh chị ha. Check in cái điểm này, đường lên Hải Đăng anh chị. Có rất là nhiều cái địa điểm để chúng ta ngồi, ngồi ở đâu cũng được hết. Có rất là nhiều cái view. Một người thôi. Anh order nước ở đâu em? Thôi để anh đi vòng vòng anh coi cái view đã. Ngồi đây luôn phải không? Cho anh một ly cà phê sữa đá đi em. Cái góc ngoài đây là đẹp nhất nè anh chị. Khi ở đây thì không có tiếng nhạc nữa thì Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị vài cái hình ảnh của Phục Tàu. Xa xa thì anh chị thấy tượng Chúa Kitô Vua, tượng Chúa Giang Tay. Và trước mặt anh chị có một cái view chúng ta có thể nhìn trọn vẹn khu vực bãi sau. Đặc biệt thì buổi tối thì quán này cũng mở anh chị. Khi mà ngồi đây thì chúng ta sẽ thấy những ánh đèn lung linh của thành phố biển Vũng Tàu về đêm. Sau cái hàng cây đó thì đó là cái hướng Long Hải, núi Minh Đạm. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn về cảng dầu khí Sao Mai, Bến Đình, Bến Đá. Đối với cái địa điểm này chúng ta không có thể nào nhìn được núi lớn anh chị. Núi lớn thì nó khuất qua bên kia núi rồi. Đó, hy vọng rằng đây là một cái địa điểm mà anh chị có thể lựa chọn lên Hải Đăng uống cà phê Sơn Đăng và khám phá cái bức thành của trận địa pháo cổ của Pháp ngày xưa.
ở Vũng Tàu này trên núi nhỏ. Tất nhiên núi nhỏ mình có rất là nhiều con đường, nhưng hiện tại nó trở thành cái khu vực quân sự. Khi nào mở du lịch ra thì Sinh Ly sẽ đi. Chứ nhiều lúc mà con từ tượng Chúa Kitô vua ngày xưa nhỏ, Sinh Ly đi men theo cái đường mòn để đi qua Hải Đăng cũng được, nhưng mà bây giờ cái đường đó bị chặn hết rồi. Và một địa điểm cũng rất là hay đối với mùa hè thì con đường lên Hải Đăng đến gì, nó có hoa phượng nở đỏ rực trên con đường. Đây là con đường đi lên thì uốn khúc theo cái đường núi để đi lên. Rồi, Sinh Ly cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Vài cái địa điểm để anh chị check in để tham quan. Đây là hoa phượng rồi, cái hướng ngược nắng thì không biết anh chị thấy không. Và đây là một cái địa điểm cũng rất là hay. Hiện tại là đang mùa dịch thì cũng ít rồi vụ vắng khách, nhưng mà khi mà hết dịch rồi thì thật sự mà nói đây là một cái địa điểm thật là tuyệt vời, có một cái view rất là đẹp, đặc biệt ban ngày hoặc là buổi đêm để anh chị nhâm nhi cà phê, nhìn sóng biển, nhìn thành phố lên đẹp. Bye bye anh chị nhé, hẹn gặp lại anh chị. Nhân đây thì Sinh Ly cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Sinh Ly thân ái mến chào nha. Trước khi chia tay thì Sinh Ly sẽ từ từ camera từ trái qua phải, từ phải qua trái nha anh chị.